Nói nghe này, nói thật tụi bay nghe chứ tụi bay phải hiểu được vấn đề này. Là cái việc chửi là cái việc cảm xúc của mỗi người. Ai nói gì nói từ lấy đến giờ tôi nói thật mình tôi ốm thì đâu có gào thét được đâu. Không ke thì chửi quen rồi kệ đi. Kệ mọi người đi, mọi người cứ chửi cứ nói đi không sao. Hết giận nói chung là cái gì? Trong nói chung là cảm xúc ấy thôi, trong tình yêu thôi. Dăm ba vài bữa thì mọi người lại thôi mà. Quan trọng rằng là gì? Không ảnh hưởng đến tiền bạc. Không ảnh hưởng đến tiền bạc, không ảnh hưởng đến công việc, đúng không? Mà nó chỉ là một cái trò đùa vào ngày cá tháng tư, đúng chưa? Mà rõ ràng em không có đăng vào ngày 29, 28 nha. Đúng không mọi người? Em không đăng nha các bạn. Mà người khác đăng. Đây là mọi người ơi. Em ơi, lòng tin online mất cái gì mà mất. Mày làm như bồ, mày nó cắm sừng mày không bằng đi mất lòng tin. Đúng không ấy mẹ? Căn bản là các bạn không mất tiền. Các bạn không mất công việc, các bạn cũng chẳng mất thời gian. Chỉ có rảnh mồm, rảnh háng bắt đầu là giống với bà hàng xóm mà đi hóng chuyện thôi. Và em không đăng câu chuyện em nói vào ngày khác. Em đăng đúng ngày cá tháng 4. Đúng chưa? Em đăng đúng vào ngày cá tháng 4 nghĩa là em được phép nói dối. Và mọi người không được phép giận em. Đúng không? Đúng không?